giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2019 đáp trả cực gắt khi fan Việt khen Hoa hậu Hương Giang đẹp hơn. Mới đây, fanpage của cuộc thi Miss International Queen đăng tải hình ảnh đương kim Hoa hậu chuyển giới quốc tế Jajel Barbie Royalep trong trang phục nữ thần cánh dơi ấn tượng. Bên dưới bài viết, một fan Việt đã không ngại để lại bình luận khen ngợi. Tuy nhiên, người đẹp được nhắc đến không phải là cô nàng, mà thay vào đó là Miss International Queen 2018 Hương Giang. Ngay lập tức, người đẹp gốc Phi đã có động thái đáp trả cực gắt, khiến fan sắc đẹp vô cùng bất ngờ. Theo đó, chủ nhân của bức ảnh tắt thẳng tên fan hâm mộ Việt kèm chia sẻ: "Đi mà bình luận vào hình ảnh của cô ấy chứ không phải ở đây." Khi sự việc xảy ra, tại các diễn đàn sắc đẹp trong nước, các fan cho rằng hành động để lại bình luận khen ngợi Miss International Queen 2018 Hương Giang trong hình ảnh của người đẹp khác là không nên. Điều này chỉ khiến cho mối quan hệ của các nàng hậu trở nên xa cách. Sau khoảng thời gian đăng quang, đương kim Hoa hậu chuyển giới quốc tế cũng không tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng. Tuy nhiên, người đẹp vẫn thường xuyên vướng phải nhiều tranh cãi khi xuất hiện với hình ảnh drag queen nóng bỏng. Có thể thấy Jajel Barbie Royalep là một trong những người đẹp chịu sức ép lớn từ khán giả từ sau thời điểm đăng quang đến khi sắp kết thúc nhiệm kỳ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.